tên giống nhau, Nam Hải Chi Mộ. Đây, ghe 50 Cường Phát, ghe Thành Đạt. Trong cái làng chài này thì có người nào đã từng được cá ông, được ông giúp cứu ông thôi? Tôi là chính tôi nè. Chính tôi á. Dạ. Tôi cũng như hồi đó tôi đi mực, đi khơi ở ngoài biển á. Dạ. Đi thúng rồi nó lạc thì lạc là người ta không thấy mình. Rồi mới kêu xe cần cẩu á, rồi móc ổng vô. Hồi trước chưa có cái hàng rào này nữa, móc vô tới đây gãy cần cẩu rồi. Tới đây là gãy luôn? Gãy luôn, gãy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại làng chài Phước Hải, thị trấn Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và hôm nay thì Bùi Hồ đến đây ngay cái làng chài này để quay một điều khá là độc lạ cho cô bác quý anh chị xem. Đối với những người sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, những người sống ở vùng nước ngọt, thì cái việc mà thờ cúng hoặc là việc mà chôn những cái con cá sau khi mà đã mất đi là một chuyện rất là lạ. Nhưng đối với làng chài này, việc chôn những con cá đã lụy, những con cá ong, những con cá linh thiêng đã lụy là một điều rất là đổi bình thường. Và họ mong muốn rằng là sẽ thuận lợi khi đi ra đánh bắt cá ngoài kia. Và không cần nói nhiều nữa. Và phía sau lưng đây chính là một nơi mộ cá. Và thật hư như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là nghe những người quản khu nghĩa địa cá này, chúng ta sẽ biết thêm. Bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ đi đến Ngọc Lăng Nam Hải nha. Và phía trước khu mặt cô bác quý anh chị đó là khu mộ của cá ong, khu mộ cá. Và ở đây thì chúng ta thấy hàng mấy chục mộ ngôi mộ như thế. Và đây phía dưới hàng cây dương này thì chúng ta thấy tất cả đều là khu mộ cá là cô bác quý anh chị. Và điều đặc biệt ở mộ này, mỗi một cái khu mộ, mỗi một ngôi mộ thì có một cái tấm bia, có đến khoảng 70 mộ. Và cá lỵ thì người ta sẽ chôn. Ở trước mặt cô bác quý anh chị là một cái nơi thờ ông Ngọc Lăng Nam Hải. Và chút xíu nữa thì chúng ta sẽ vô đó. Và cô bác quý anh chị thấy đây nè, đây là những cái ngôi mộ, những ngôi mộ cá. Cá này được sau khi mà lụy vào, từ biển lụy vào thì sẽ chôn ở đây. Đây, được đắp cát như thế này. Và chúng ta sẽ nhận thấy được rằng là tất cả các ngôi mộ thì được tên giống nhau, Nam Hải Chi Mộ. Và cái việc chỉ ghi ở đây có những cái bát hương ở đằng trước, người ta vẫn hàng ngày vẫn thắp hương. Cô bác quý anh chị thấy không, những người dân mà làm nghề đi biển thì họ trước khi mà ra khơi thì họ sẽ đến đây thắp hương cầu mong một điều bình an, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió nè. Đây, tất cả đều là Nam Hải Chi Mộ. Ngày 12 tháng 4 năm 2020. Năm 2020 hết. Ở đây là, và phía sau lưng cái tấm bia mộ ông này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tên của những người phát hiện. Đây, ghe 50 Cường Phát, ghe Thành Đạt. Đây là những cái chiếc ghe mà gặp phát hiện ra ông đó cô bác anh chị. Đây, 2016. Ở chúng ta thấy ở đây thì cái phần mộ này nè, cô bác anh chị thấy rõ không, được đắp tròn xung quanh. Còn những phần mộ ông khác thì chỉ có phần cát nhô lên thôi. Đò Thuận Hiếu đấy, họ ghi tên cái chiếc ghe Đức Thanh nè. Ở đây thì tất cả là hơn 50 ngôi mộ. Ô, mình có nghe được cái tiếng tụng kinh niệm Phật. Đây, hơn 50 ngôi mộ và rất là được rất là nhiều hàng. Cô bác quý anh chị, ngày xưa giờ thì cô bác quý anh chị chỉ thấy được nghĩa địa là nơi an nghỉ của những người đã mất, đã khuất. Và đặc biệt thì ở dưới
tỉnh Sóc Trăng thì người ta lại có khu mộ thờ những cái chú heo linh thiêng năm móng. Thì lần đầu tiên mà Bùi Hồ mới thấy được nơi nghĩa địa của cá ông. Đó, rất là linh thiêng. Họ đến đây thắp hương và chúng ta thấy có ngay cả những cái chậu bông như thế này nè, thấy không? Và hàng năm thì không biết ngày lễ như thế nào, Nam Hải chi mộ 2005 đi, họ tôn kính, họ lập bia và họ để cho mương giống như là một nghĩa địa của những người đã mất, của cô bác của chị. Trong cá ông thì là một loài cá, đối với Việt Nam là một loài cá linh thiêng. Mỗi lần thì nếu như mà những người làng chài đi biển mà họ đắm tàu hay là họ bị rớt xuống biển đắm tàu á, thì cá ông sẽ cứu và dìu vào bờ. Đó là những câu chuyện mà có thật và những người làm nghề chài biển họ rất là tin tưởng. Và có một điều là khi mà những loài cá ông này mất mà người phát hiện ra cũng để tang. Có một câu chuyện là để tang mấy năm giống như là một người ở trong nhà mất. Vậy thật hư như thế nào thì chúng ta sẽ nhờ ông chú Bảy là người là ông từ ở khu nghĩa địa mộ ông như thế này để mà giải thích thêm cô bác quý chị. Hàng chục gần cả trăm ngôi mộ lớn nhỏ ở ghe 56 nè, sông Chí Hiếu, ồ rất là nhiều đúng không? Đó, đây sông Đại Thành đó, chúng ta nhìn thấy từ xa ở đây thì chúng ta nhìn thấy được cái độ lớn mà dù một cái mảnh đất lớn như thế này để mà dành cho cá ông hay còn gọi là mộ ông. 2006 tới giờ. Dạ. Mà cái này hồi đó có đời ông Dương Gia Long tới giờ. Dạ. Còn hôm nay thì Bùi Hồ đến đây có ảnh được chú Bảy là ông Từ ở đây. Thì chú Bảy, con mời chú Bảy qua đây đi ha. Cái nghĩa địa này được thành lập 2006 đến giờ hả chú Bảy? Đúng không? Dạ. Nhưng mà con thấy ở đây cái phần mộ á chú Bảy là ở phần trước là ghi là Nam Hải đó. Ghi là Nam Hải chi mộ và cái ngày tháng phát hiện ra hay phải không chú Bảy? Dạ đúng rồi, ngày tháng là đó năm 2019. À. Năm 2019, năm 2020 cũng có. Dạ. Đó, thí dụ giờ được ông là ngày 13 là tháng 9 rồi 2019. Dạ. Đó là những đó rồi cái ghe nào được là để cái tên cái ghe đó. Dạ. Đó, anh Phú. Ở đây thì tất cả là 70 mộ hả chú Bảy? À, 70 mấy cái à. Nó dạ. Tính ra 70 mấy cái thì bốc hết mười mấy cái không? Bốc 16 cái không? Dạ, chú Bảy ơi, vậy thì mình bao lâu thì mình mới bốc mộ lên để mà lấy xương để đem thờ chú Bảy? À, đó là đúng 3 năm. 3 năm mà lấy cốt rồi xuống dinh để thờ. Dạ. Cốt cũng đem dưới thờ. Dạ. Đem bởi vậy đem xuống dưới dinh á. Dạ, đem dinh thờ. Thì con nghe nói được rằng là người nào mà phát hiện ra ông lỵ thì người đó để tang giống như là một người trong gia đình có không chú Bảy? Đúng vậy, cái đó là cũng như mình thí dụ tên cái thúng à, đó như chủ thúng đó. Dạ. À, được ông rồi bắt đầu cũng như đem lên dinh. Dạ. Đem lên dinh là tránh ở dưới đó, rồi dạ. Mới đem vô là cũng như đem vô tên tuổi đó rồi mới đem lên đây chôn. Dạ. Cũng để tang. Dạ. Rồi cũng làm 49 ngày, cũng chống kèn rồi đàng hoàng hạ quyệt xuống à. Dạ. Đó. Ồ. Vậy là cái người phát hiện đó phải bắt buộc để tang. Để tang 3 năm hả chú ơi? 3 năm luôn. Dạ. Và có để cũng làm lễ cúng rồi luôn. Cúng đàng hoàng cũng như người mình vậy. Đó. Cái đó là cái tục ngày xưa giờ hay sao chú Bảy? Hồi xưa tới giờ chứ. Ở đây là cũng như mình nói cái lăng mộ ông á là có là ông Du Gia Long, ông phong chức cho ông là Nam Hải là đại tướng quân. Dạ. Rồi trong khi cứu ông lâm nạn tại ngoài biển khơi á, rồi mới chở ông qua Côn Đảo nó, rồi ông mới đứng lên ông nói ta phong chức cho nhà ngư
là lệnh Nam Hải Đại Tướng Quân à. Có nghĩa là ông Gia Long, ông vua Gia Long ông đi ông bị chìm tàu đó, cứu ông bị chìm tàu thì ông cứu rồi ông ngồi trên lưng của cá ông à. Của ông thì sau đó đưa lên bờ, đưa lên ông, đảo dạ, đưa lên đảo, đưa lên đảo dạ, lên đó rồi ông mới phong chức cho ông lệnh ông Nam Hải Đại Tướng Quân đó. Dạ. Rồi ông mới lên dội ba cái đi, lên dội gì mà dội nước, dội cũng như dội rồng à, phun, phun dội nước ba cái rồi ông đi à, mà không đi dạ. Thì trong cái làng chài của mình đó thì con thấy là người ta rất là tin tưởng về ông, đúng không? Dạ đó, ta tin là những người mà đi làng chài này á là 100 người đều tin tưởng ông hết. Dạ. Đó, bởi vì mà đánh bắt ở ngoài biển khơi mà còn phải là cúng kính mộ ông rồi mình mới đi ra khơi. À. Hàng năm thì là mình nói cho trong vòng tháng 2, dạ, ngày 16, 17 lễ hội ông là lớn nhất ở Việt Nam mình nè. À. Dạ. Dạ. Nhưng mà tại sao ở nguyên cái vùng đất Vũng Tàu này thì con chỉ thấy là con đi khắp nơi thì đây là cái nghĩa địa ông, nghĩa địa ông duy nhất luôn à. Dạ, còn ở những khác là chơi chỉ gãy gác người ta phát hiện nơi đâu rồi chôn ở đó thôi. Tại à. Sao mình lại lập ra một cái khu nghĩa địa như thế này? Cái này mình cũng không biết nữa, cũng như mấy ông xưa á ổng cũng như truyền lại cho cái ngư dân mình. Dạ. Rồi là truyền từ từ cũng đời đó cũng lâu lắm chứ đâu phải mới đây đâu. Rồi qua mình cũng mới đi biển khơi đồ này kia mình mới biết đó. Rồi qua là cái ông á khác, còn cá voi khác, cá heo khác, ông có hàm răng lụa cũng như người mình vậy á đó. Đây là cá ông này khác, cá ông, voi khác à. Cái này ông dạ. Chứ không phải cá voi dạ. À, cá voi thì không có lồng máng ở trên cái lưng, cái lồng máng để cứu người ở trên á dạ. Cũng như cỡ đi vô bờ cũng dạ. Như đỡ lên vậy này. Rồi cá voi khác, rồi cá heo khác, rồi cá nửa khác. Ông có cái lụa ở dưới lưng á à. Cái lưng ông thì có cái lồng mát để cứu dạ. Người à. À, để cho mình ngồi cho gọn ha. Không, cứ như mình xỉu đi dạ. Cho mình xỉu, mình nằm lên trên đó, ổng đưa đi ồ à. Và ở trong cái làng chài này thì có người nào đã từng được cá ông, được ông giúp cứu ông chú? Tôi nè, chính tôi nè à. À, chính tôi á. Dạ. Tôi cũng như hồi đó tôi đi mực à, đi khơi ở ngoài biển á dạ. Đi thúng rồi nó lạc thì mới lạc là người ta không thấy mình rồi thúng linh ở ngoài nước á dạ. Rồi mình mới giái lệnh ông Nam Hải Đại Tướng Quân giờ con bị thất lạc ở ngoài khơi này rồi thì ông cũng đưa cho con vô tới bờ tới bến đóng nổ lên như tàu lặn vậy. Ừ. Ghê lắm, dài lắm, dài từ đây tới đó vậy á, mình đứng đâu tàu lặn. Dạ. Rồi gió trong tàn là bay ra không à dạ. Rồi quán hồ mình giái lại nữa. Thôi giờ con thấy gió nó như vậy thôi ông cho con có ngọn gió nào đưa cho con tới bờ tới bến dạ. Rồi có cái ngọn gió nọ, dọc này ông đưa vô tới bờ luôn. Từ sáng đến 7 giờ chiều dạ. Là tới bờ, vừa vô tới bờ là mưa giông gió lên. Ồ. Mà là mình vô tới bờ rồi đó. Đó. Là chính là chú Bảy là được ông giúp luôn. Nó giúp luôn. Vô tới bà, cứu vô tới bà luôn á. Nhưng mà lúc đó chú Bảy so với ông thì chú Bảy nhỏ bé dữ không? Nhưng có chút xíu à, cũng như mình nói là cũng như một con kiến vậy. Nhưng mà một con kiến vậy. Dạ. Mà bây giờ mình thấy không thấy bờ bến gì nữa hết trơn. Dạ. Đó, rồi là nước cũng không có, cơm cũng không có ăn, còn bà kia thì làm cá dỗ. Cá thì câu được 7-8 con cá đỏ. Rồi vô tới bờ nó ương hết rồi bỏ luôn. Là đưa cho chú Bảy vô tới bờ luôn á. Đưa chú Bảy tới bờ luôn là mấy ngày mới vô tới? Một ngày luôn à, chiều sáng đến chiều vô. Có ngày một nhà nó ngọn gió mình căng cái buồm lên á bay vô. Buổi tối hay ban ngày chú Bảy? Ban ngày luôn. Ban ngày á. Vậy là chú Bảy thấy rõ ràng luôn rồi. Thấy rõ chứ đâu phải một đêm đâu. Dạ. Trời ơi, nó không có thấy người nào, không có thấy ghe nào nữa. Nó cái điều này nằm thúng chết chứ không có sống nổi nữa. Rồi mình nói không có nước này, không có cơm ăn này. Rồi cái mình nguyện ông đây định ông Nam Hải Đại Tướng Quân giờ đưa con vô tới bờ tới bến. Dạ. Ông nổi lên trời hết hồn hết vía luôn. Nó có sao nói vậy thì có mặt ông dòm lỗ hổng. Dạ. Rồi cái trời láng lắm. Dạ. Thổi gió trong này thổi ra khơi không. Giá vừa mấy 3 tiếng. Dạ. Vừa xong 3 tiếng cái ngọn gió khác á đưa cho mình vô căng một tấm ly lông lên dạ.
Dạ. Con mời chú Bảy qua đây ngồi đi cho nó qua góc cây dương mình nhé. Rồi sau đó thì khi mà vô được thì chú Bảy làm tiếp hay là chú Bảy bỏ nghề luôn? Ra làm tiếp nữa, một thời gian nữa. Dạ. Một thời gian nữa rồi qua làm mới giải nghệ luôn. Giải nghệ. Bởi vì bơi vừa bơi cái thúng ra ghe á. Đâu cái ngọn sóng nó quất một cái đi từ mình nó sẽ vô ngoài cổng đi. Ở đây là bờ. Quất một cái thúng bay vô tới bờ luôn. Gãy gãy dầm gãy cổ rồi đèn đuốc rồi nó úp hết luôn. Rồi từ đó nghỉ tới giờ. Vậy là chú Bảy coi như là một nhân chứng sống ở là một ông Tân là một nhân chứng sống và từng được ông giúp đỡ. Đó mình phải tin tưởng ông á, giờ mình phải phục vụ cho ông. Dạ. Bây giờ mình nói giờ ông muốn giúp thì con bây giờ con muốn phục vụ cho ông lại. Vậy thôi. Từ đó chú Bảy phát tâm niệm là vô đây làm ông Từ để cai quản khu nghĩa địa đó. Đúng rồi. Đây là cũng 3 năm rồi. Nó cũng có cái căn duyên với ổng. Dạ. Những người ở đây thì nó tham lam và ông đủ đĩa rồi. Ồ vậy hả chú Bảy? À, mình có cái tham rồi ông đâu cho ở đây. Thì ở đây thì nói ra mình là phục vụ cho ông phải là con người phải ngay thẳng. Chứ đừng tham lam. Thấy cú gơ của mình là phải trả cho người ta. Còn mà thí dụ mà cúng dường người ta bỏ điện thoại điện này kia mình cũng phải trả cho người ta. Dạ. Mình không nên lấy. Rồi chú Bảy rồi ngày lúc đó là chú Bảy bị nạn là được ông giúp là lúc đó là khi nào chú Bảy bao nhiêu tuổi? Lúc đó được 40 mấy tuổi à. 40 mấy tuổi. Bây giờ chú Bảy là nhiêu rồi? 71 tuổi rồi. Là 30 mấy năm rồi. À. Nhưng mà cái lúc đó thì chú Bảy vẫn nhớ như in ha? Nhớ chứ. Nhớ hết á. Dạ. Con nghe nói rằng là cá ông đi đâu thì cũng phải có cặp cá đao theo bảo hộ. Đúng, đúng, cặp mực nữa. Cặp mực nữa. À. Chú Bảy có thể nói lại cái câu chuyện đó cho con nghe được không? Thí dụ trường hợp bây giờ ông ở dưới nước á, thì phải có cặp mực. Dạ. Rồi cặp cá đao. Dạ. Rồi cũng như thế theo hầu ông mà. Dạ. Đó cũng như theo hầu ông. Nếu mà ông mà cứu vớt không được thì đao phải chảm ông. Giết luôn. Giết luôn, chặt luôn. À. Thì thế dụ nhiều cái mà ông cũng bị lâm nạn là cái vụ cứu người không được, không kịp. Dạ. Ông bị chảm. Ông bị cá đau trảm, cá đau hy sinh luôn ha. Cá đau là quốc ông luôn, mà cá đau đâu có chết. Ông phải chết. Đó. Đau cái gương cá sải như này. Ờ. Hai cặp đi xem xong ổng đi chiến giữa. Còn cặp mực thì sao chú? Cặp mực thì sao? Để có chuyện gì xịt mực chạy. Chạy cái túa đen á. Vậy thì lúc mà chú Bảy được cứu thì chú Bảy có gặp cá đau không? Không. Qua đây chú Bảy. Ngồi đây nè chú Bảy, cái mộ ông để thêm một phần linh thiêng cũng không. Như là hồi ức vào. Chú con mời chú Bảy ngồi đi. Không đâu có gặp đâu. Dạ. Để gặp ông thôi. Là con nghe nói là khi ngày mà cá ông lị ở đâu thì những ngày sau thì có cá đau sẽ lị ngay chỗ đó luôn có không chú Bảy? Không, cái đó là không có. Dạ. Không có. Cái đó là thí dụ trường hợp bây giờ ha, cái đau theo hầu ông mà dạ. Ông mà bị là thí dụ mà bị nó ông làm hay là những cái gì phạm gì đó rồi qua là giết cứu giấc người không được thì bị chảm ha. Thì cái đó là mình theo tục lệ hồi nào giờ ông già bà xưa thì người ta cũng kể lại cho mình nghe như vậy. Chứ giờ mình cũng 70 mấy tuổi mình cũng biết chút đỉnh. Dạ, và có ông nghe nói sau khi ông lị dạt vào biển đó thì không có con người nào bu hết chứ? Đúng vậy. Để là 10 bữa, 20 bữa không thúi mà không kiến, không ruồi bu ẩn. À, con thấy sau khi ông lị thì cái phần thịt của ông trương lên thì không thúi luôn? Không thúi. À, cũng như mà cũng ương vậy mà không thúi, không dạ. Hôi. Dạ. Mà con ruồi cũng không động chạm gì tới ổng. Dạ. Đó, ngay chỗ đó. Còn mình người thì cũng bị vùi kiến đồ nó xa, còn ổng không có. Mỗi lần mà đi ra khơi thì cái các dân chài ở đây thì đều đến đây thắp hương hả chú ơi? Trước khi ra khơi. Đúng vậy. Bây giờ thí dụ bây giờ người ta lấy nước đá rồi này nọ rồi cái người chủ á, người dạ. Vợ á đi tới đây thắp hương nguyện ông. Rồi cái chiếc ghe cái người mà thắp hương á đi ngang ông này thì cũng chạy qua chạy lại cũng vái ông rồi mà cũng ra mắt ông rồi mới chạy biển đó. Ồ, chạy đảo tới đảo lui ha. À đó chạy tới lui rồi mấy cái rồi là chạy ra khơi cũng như vái ông mà cúng dạ. Kiến ông rồi mới đi ra dạ. Cũng như đi thưa về trình vậy
nó. À, chú Bảy, và cái, mọi cái phần mộ như thế này là người phát hiện ông Lị thì cái người đó hàng năm phải chăm sóc hay là chú Bảy chăm sóc? Thì cái mấy cái mộ này á, dạ, thì là cũng có người chăm sóc, mà cái người mà được ông này không có chăm sóc. Dạ. Mà tụi tôi thì quét hốt rồi là dung cũng đốt nhang, còn chỉ là mấy người đó ngày dằm 30 rồi lại đốt nhang thôi. Còn tụi tôi thì đốt hàng ngày. Dạ. Đó, quét dọn sạch sẽ cũng có hai chú đó, và cũng lại làm công quả, thấy tội nghiệp lắm. Làm dung đất cho mộ ông, nhiều khi cái ngủ ở ôm mộ ngủ luôn à. Ồ. Cũng như linh thiêng thì dễ nó à, ôm ngủ luôn à. Rồi nó hỏi tôi, không hỏi ai mày nằm đây chi vậy? Tao mới ông nằm ôm ông mà tao ngủ mê luôn á. Ôi ôi. Nhưng mà ở đây mỗi phần mộ là lớn nhỏ khác nhau thì tùy theo kích thước của ông mất hay sao chứ mày? Như thước đất á hả? Dạ. Thước đất chung ông hả? Dạ. Thì ông thì mình không có phân biệt lớn nhỏ, thì dạ, giờ mình nói ra cái nào cũng ông hết. Dạ. Đó. Thì đó ông 7 5 6 tấn đẳng. Ồ. Dài thòn đắng, mất hết một khúc. Rồi tấp vô nửa đêm khuya. Tấp ở trước đây luôn hả chú ơi? Trước luôn. Rồi xe cần cẩu móc vô tới tới đó. Hồi chưa có hàng rào này nữa, rồi gãy cần cẩu chết. Rồi mới đào lỗ. Đào lúc đầu con người mà chôn con cũng không có khỉ nữa. 5-6 tấn. À, đưa cái gì lên gì luôn nè. Đưa cái gì lên luôn, cũng phải lắp luôn. Dạ, ở chỗ nào hả chú ơi? Đó, đó. Thích cái hàng rào luôn á. À chú rồi đi lại. Nghe kể về ông thì con mới hiểu thêm những cái câu chuyện linh thiêng liên quan đến nghề biển đó chú bạn. Dạ. À, bữa đó nước ngoài nó cũng vô, nó quay này, nó nói dạ, vô 2-3 Mỹ. Mà đây là một cái nghĩa địa duy nhất luôn hả chú bạn? À, duy nhất là lớn nhất Việt Nam mình đó. Rồi người ta cũng mới cúng nè. Cái này mới năm 2000. Còn nơi đây mới 2021 nè. Ồ. Mới đây nè. Ôi, ở đây thì mới đây thôi, nhưng mà nãy giờ thì con đi đây chú Bảy chỉ, con mới thấy được là cái phần mộ mà ông già nhất đây. Đó, rồi mất hết một khúc á. Rồi sau này không có lấy cốt được. Không có lấy cốt không có bỏ ở đâu được hết. Ồ. Từ đây đến đằng đó luôn hả chú Bảy? Dạ, đó, mất hết một khúc á. Ngôi mộ này dài ghê luôn á. Dạ. Năm 2017 là ngày 28 tháng 12 là gần Tết rồi đó. Dạ. Ở đây là phát hiện ở Vinh. Vinh, Vinh, người Vinh chứ không phải tách vô ở đây mà. Dạ. Tách vô. Ai phát hiện ra chú Bảy? Cái cô đó cũng là kêu viện kiểm soát. À, cũng như người ta đi tập thể dục á, người ta thấy. Ồ. Thấy rồi mới báo cho Vinh. Vinh rồi mới kêu xe cần cẩu á, rồi móc ổng vô. Hồi trước chưa có cái hàng rào này nữa, móc vô tới đây gãy cần cẩu rồi. Tới đây là gãy luôn? Gãy luôn, gãy cần cẩu luôn. Là đặt ông ở đây luôn? Đặt luôn, ổng giờ ổng chịu nằm đây rồi phải đặt đây chứ sao giờ. Đó. Ừ. Có nghĩa là cần cẩu mà cẩu ông từ ở dưới đó lên đây, đến đây tự động gãy luôn? Gãy luôn, gãy luôn. Ra ổng chịu nằm chỗ này rồi để đặt ổng ở đây luôn. Dạ. À. Vậy thì trong cái khu nghĩa địa này thì ông lớn nhất á. Lớn nhất luôn. Đó. Ông mấy tấn á? À, chú Bảy thì con lúc nãy con nghe chú Bảy nói là cái cô kia làm ở bên nhà nước, cơ quan. Viên kiểm soát á. Dạ thì cái cô đó là không làm nghề biển. Không. À, vậy thì cái cô đó sau khi phát hiện ông thì cô đó có để tang không? À, có chứ. Cô đó cũng để tang không? Đây sắp sửa là xây mộ cho ổng này. Xây mộ bằng xi măng rồi cái gạch Trung Quốc rồi á. Dạ. Cũng con ngày có tháng rồi cũng sắp sửa làm đây nè. Ồ. Đó. Ồ linh thiêng hả? Cổ cũng là cũng viện kiểm soát cũng hạng trung quý đại quý gì đó. Trời ơi. Ra cũng tin tưởng lắm chứ bộ. Đâu phải làm nghề biển đâu. Dạ. Công nhận là chú Bảy chia sẻ rằng là đây là chỉ hơn nửa thân mình của ông thôi. À. Chị phần kia thì mất rồi. Mất hết cái phần đuôi á. Phần đuôi. Phần đuôi cũng dài lắm. Lúc đó là chú Bảy có chung tay để mà... Không, lúc đó mà bị đi biển á, vô không kịp. Dạ. À, cũng lên là thấy người ta chôn rồi. Lúc dạ, đó mình còn hơi trẻ. Dạ.
phải nói là cực kỳ linh thiêng của bác của anh chị. Dạ. Thấy phần mộ ở đây mà chúng ta có thể hướng được rằng là dài bao nhiêu chú bạn? Này tầm cũng cả trên cả chục thước á. Hơn 10 mét của bác của anh chị. Hơn 10 mét. Thì việc mà người dân đi biển họ luôn tin tưởng về cá ông. Dạ. Trước tiên này mình thấy là việc mà ông xuất hiện để mà ông cứu người thì phải nói là tuy là một loại mình gọi là người không trong nghề biển gọi là một loài cá, nhưng mà người ta đây rất là tôn kính. Nó tôn kính ông và gọi là ông Nam Hải, và không gọi liên không. Quan đến từ cá luôn. Không liên quan cá. Ồ, chú Bảy ở đó con thấy phần mộ đó là cũng ca ông luôn đó không chú Bảy? Cái này là bà hả? Cái này bà là sao chú Bảy? Bà kêu là bà có cái sắc ấn trên đầu á, mà cũng như mình nói ra tưởng tượng như là con đầu màu vậy, mà có cái chữ dạng trên đầu đó. Chữ dạng trên đầu rồi qua là ổng bị chết tấp nạp vô mình lên chôn đây nè, có chữ dạng trên cái đầu á. Giống như là bà gọi là giống như rùa biển à, đó đó, mà không phải rùa biển. Dạ. Đó, mà có chữ ở trên đó, có chữ dạng. Con nghe nói rằng là nếu như mà bà ai mà đánh bắt được bà thì người đó sẽ mà bỏ nghề luôn đúng không chú bạn? Cái đó mà thì cũng tùy theo, mà thí dụ trường hợp nói như vậy là người ta được ông, người ta cũng làm giàu vậy. Dạ. Phải không? Đâu phải mà nói là được ông mà mạt đâu, ta cũng vẫn đi làm ăn lại, người ta ở ông, người ta cũng là theo độ cho người ta làm ăn có. Chứ đâu phải nó được ông vậy mình mạt đâu, không có phải như vậy. Dạ. Mạt không do cái tâm mình. Dạ. Và chú Bảy ơi, chắc có lẽ là con nhờ chú Bảy hướng dẫn con đi vô trong. Dạ. Nơi chỗ thờ ông ha. Và đây là nơi thờ bộ xương của ông hả chú Bảy? Dạ. Dạ. Cốt ông á. Cốt ông. Ở trong đây thì có cá đao không ông Bảy? Không, ở đây không có thờ cá đao. À. Có nơi khác rồi có. Dạ. Đây là nơi phần cốt của ông hả chú ơi? Đó, cốt ông á. Ôi, là sau khi ở phần phần mộ ở đằng kia bóc lên thì cốt ông sẽ để ở trong đây? Cũng chưa để đây được, phải đem về dinh. Dạ. Đem về dinh đó rồi cái là ta cúng bái rồi này nọ, cái ví dụ đợi tháng nào đó rồi cái là mãn tang đồ á mới đem về đây. Ôi, có mãn tang luôn rồi chứ cái sao? Ồ. Con không biết là đối với cái người mình á thì cũng có ở trong người mất á thì cái người sống còn lại thì làm đám giỗ hàng năm, thì ông có không chú ơi? Có chứ. Có đám giỗ luôn hả? Cái là mình nói làm như mãn tang ổng cũng có vậy, mà đám giỗ thì nó ngay không có. Dạ. Nó khác hơn người mình chút chỗ đó thôi, còn mà để tang để cậu rồi y như người vậy. Cũng cúng cơm 49 ngày. Cúng cơm luôn. Hả? 49 ngày rồi. Đây nè cô bác của anh chị, thấy đây. Đó. Tất cả là cái phần đầu của ông hả chú ơi? Ở đâu này? Con kéo ra được không? Được, kéo đi. Con xin phép. Con thì ở xa, con có thể đụng được ha. Ừ. Ôi, đây là những cốt ông á, cốt của ông mà sau khi bóc bóc mộ lên cô bác anh chị thì sẽ được đặt ở trong một cái tủ kính mà con cô bác người ta tham quan á, mà có thể tham quan cũng như là một phần tín ngưỡng. Ừ. Ở đây rất là nhiều ông ha chú anh, nhiều ông lắm. Dạ. Ồ, con để lại nha. Ây da. Cái việc mà bóc ông thì mình cũng phải làm lễ chú Bảy ha. Bóc ông hả? Cũng có làm lễ đàng hoàng rồi mình mới bóc được chứ. Dạ. Đâu phải mình nói tự nhiên mình đưa mình đào sớ lên đâu. Dạ. Con này cốt kêu cốt ông bảy bảy khác á. Còn sao? bảy khác cũng như mình nói hồi trước á, mất cái đầu rồi còn có cái đuôi á. Dạ. Coi như xương sống này. Dạ. Bảy khác dài vậy đó. Bảy gì chứ? Bảy cái xương sống rồi này. Đây, đây là hình ảnh ở trên đó chú Bảy. Cái hình ảnh này là lúc trước là ổng vô bờ, ổng vô bờ cái còn sống á, các ngư dân người ta mới tống ổng đi ra lại. Rồi cái ổng cũng quay đầu vô lại. Ổng quay đầu vô lại nữa một lần. Rồi mới là
ổng mắc cạn lắm, đêm ra ngoài cái ổng lội ra, ổng không lội, ổng quay đầu ra lại ba lần mới khiêng ổng lên. Khiêng lên nó chụp y như vậy luôn á. Có nghĩa là mình đẩy ông ra để cho ông ra ngoài khơi, à? Ông ra mà ông quay đầu lại. Có nghĩa là ông muốn ngự ở đây rồi. Rồi ông muốn nhập tịch ở đây không? Ờ. À. Ông không đi nữa. Dạ. Ông mới chở vô lại. Ờ, rồi cái là để ổng ba bữa đó trên vậy đó. Dạ. Đốt nhang đốt cầu đầu. Có đang cày đồ luôn á. Đang cày lại luôn á. Ờ, có thể đối với cô bác, quý anh chị không phải là nghề biển thì mình sẽ không thấy được cái sự linh thiêng của ông. Đúng không? Ờ, nhưng mà đối với những người trong dân làng chài, dân biển thì cực kỳ tin tưởng và hiểu được cái sự linh thiêng của ông. Đúng không? Ờ, và đây là chúng ta thấy là trang trọng đến mức mà cái phần xương ở ngoài sau, xương, nhiêu, xương sống mình á, với đuôi thì lại đắp lại bằng cái vải đỏ như thế này. Và ở đây thì có một cái câu lệnh ông Nam Hải đại tướng quân. Ờ, thì chúng ta thấy là mỗi hằng ngày thì vẫn tụng kinh đồ hả chú Bảy? Chú Bảy ơi. À, không có tụng kinh, tụng là cái gì mình đốt nhang hòa nguyện thôi. Tụng kinh thì ở bên mẹ Nam Hải anh bển á. Dạ. Các cô đầu tụng kinh. Còn ở đây để hàng năm mình cúng hàng ngày. Dạ. Quét dọn sạch sẽ. Hôm nay thì trước là con đến đây để tìm hiểu về một cái sự tinh linh, tâm linh của ông đối với ngư dân đi biển. Sau đó thì con gặp được chú Bảy đã chia sẻ cho con những cái câu chuyện rất là hay mà những người ở sống ở nước ngọt, ở vùng đồng bằng như con, ruộng lúa như con á, thì không thể nào biết được. Rồi, đúng rồi. Và đây là một phần để mà con muốn giới thiệu với lại cô bác quý anh chị về sự linh thiêng của các ông thế này. Thì con chắc chúc cho chú Bảy nhiều sức khỏe, an lạc và đặc biệt là luôn có sức khỏe dồi dào để chăm sóc những cái phần mộ của ông như thế này. Tôi cũng cảm ơn chú cố gắng hành trình những cái chuyện lạ đem đến cho chú để mà đem lên những cái truyền hình đồ này kia cho bà con cô bác người ta tìm hiểu thêm. Rồi, con cảm ơn chú.